là một người kinh doanh 10 năm trong một cái lĩnh vực rất là cần thiết nhưng mà cũng đầy cạnh tranh và khó khăn. Vấn đề quản trị này, chuyên môn này và điều hành cái nguồn nhân lực đó của một cái trung tâm nó sẽ khác với cả việc điều hành của một chuỗi hệ thống với mục tiêu của anh là 200 điểm. Vậy thì sự chuẩn bị của GetFit là gì khi mà anh hướng tới một cái số lượng phòng gym nhiều như vậy? Đúng thật, khi mà đã quyết định với một cái lộ trình dài hơi và phát triển một cái hệ thống chuỗi rất lớn như vậy thì yếu tố con người vẫn là một cái yếu tố rất là quan trọng đối với một doanh nghiệp. Và chúng tôi đã chuẩn bị cái việc này trước cả năm. Đó là chúng tôi xây dựng ra cả một cái hệ thống đào tạo huấn luyện viên chuyên nghiệp của GetFit nhằm mục đích để xây dựng một cộng đồng huấn luyện viên. Và khi chúng tôi cần, chúng tôi sẽ tuyển dụng lại tất cả các bạn đó với đầy đủ các cái kiến thức và chuyên môn mà 11 năm kinh nghiệm của GetFit đã đào tạo cho các bạn. Và cái mà đến bây giờ GetFit có được đó là sự chuyên môn, sự thân thiện của GetFit đã làm cho GetFit luôn luôn vừa lòng với thương hiệu GetFit. Cho dù chúng tôi chỉ có một cái trung tâm thôi nhưng lúc nào chúng tôi cũng nằm ở trong top 5 những phòng gym lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái điều mà chúng tôi vô cùng cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc. Phong cách doanh nhân tiên phong dẫn lối thành công.